Nhắc đến phố Nhật ở Sài Gòn, nhiều người sẽ nghĩ ngay về khu Lê Thánh Tôn, Thái Văn Lung với hệ thống dày đặc những nhà hàng, khách sạn mang đậm chất văn hóa của Nhật Bản. Nhưng gần đây, Thư viện Khánh An nổi lên với những kiến trúc Nhật Bản nổi tiếng và được gọi với cái tên là Tiểu Tokyo tại Sài Gòn. Đây là một công trình Phật giáo mang đậm phong cách kiến trúc chùa chiền của xứ sở hoa anh đào. Chỉ cần lướt xe qua quốc lộ 1, chắc hẳn các bạn sẽ bị thu hút bởi một góc Tokyo thấp thoáng giữa mái vòm cong cong tươi màu gạch mới của Thư viện Khánh An, kèm với những tiếng chuông gió khắp nơi tạo những âm thanh trầm bổng du dương thoát tục. Nào, chúng ta hãy cùng nhau khám phá nhé.